Dạ, con xin chào ông bà cô chú, em xin chào cả nhà. Dạ, em xin chào cả nhà. Ngày mới em cũng xin chúc ông bà cô chú, anh chị và các bạn á một ngày thật là nhiều may mắn. Cũng lâu rồi, hai vợ chồng em á cũng không có đi đổ mấy cái lú á cả nhà. Bữa nay á hai vợ chồng em tranh thủ đi đổ mấy cái lú để kiếm cá về làm cơm cho cả nhà ăn luôn. Giờ em mời cả nhà cùng đi đổ lú với hai vợ chồng em. Đổ uống dừa anh. Đây nè, uống dừa lát rồi nha. Lát, uống dừa nó cũng mát hai bên ha. Bên này bớt bệnh này đi, đi vợ lú với ba ha. Con đứng ngay đi, con đứng ngay đi bạn. Bạn xuống ngoài cảng nè. Đứng ngay ngay đường đi xuống té đó, không thấy đường đó. Ôi nè bên ơi. Quá sức cá sặc rồi bên ơi. Cá gô nữa. Cho bà lôi lại hết. Cá ốc nữa. Quá đã rồi bên ơi. Ốc ngóc luôn bên ơi. Quá chàng cá luôn ha anh. Ôi con kẹp. Có một cái mà muốn đủ ăn nha nhà mình luôn rồi. Ôi con kẹp. Cái này ăn gì hết. Nè. Cục đen thui luôn. Một cái mà. Con cá lục kiến đó nè. Bự không? Nhỏ. Lên. Nè, nó đi rồi. Thôi, con bà xỏ ra nè. Hết biết cá luôn rồi. Con cá gô nó ốm hay cả. Nó ốm gì cũng đỡ, chẳng lẽ nó ốm hơn anh sao? Mình ơi. Tới luôn rồi. Hết sức cá. Quá lẹ. Hết sức luôn bên đây. Một cái một. Gia đình mình ăn cũng đủ luôn hả bên. Bên thấy cá bên dội nữa đó. Hết sức một cái. Nhóc cá. Một cái một mà. Để đi dở hết đi còn lát cái quay trở lại ba đặt lại bên đây. Đi con. Gì vậy? Nó hỏi anh sao bỏ dép đó. Không có. Nó nói đôi dép gắt lại. Gì này hả? Rồi, dẹp rồi. Sợ mất đôi dép ba hay gì cầm dép à. Nó nói với mẹ đây ba dở. Đi theo anh á, anh đi tới đâu đi theo tới đó đó. Có không anh? Cá bên này ít. Chỗ này im quá. Im ghê, không nghe nhảy nhót gì trơn. Bên bị chói nắng rồi. Chị cũng có nhiều nè. Có không? Có. Ừ. Cũng được mấy con ha. À, đi con ơi. Hôm nay ba kiếm chỗ khác ba đặt lại. Có pin cũng đỡ ha. Sách dép đồ nữa chứ. Dữ của lắm á. Để cho ơi con ốc. Đổi tay lần thứ em. Nãy giờ anh đổ rồi giờ tới em ha. Ôi quá rồi anh ơi.
Chúng mánh cá hôm nay em ha. Là vô mánh cá rồi. Có mấy cái mà quá sức rồi. Ôi quá tràn cá luôn rồi. Ốc kìa, ốc nghe lớp cốp luôn. Khúc giữa này không thấy. Không, nó lại hai đầu à. Ốc đắng quá tràn luôn rồi. Nè. Ốc đắng là thèm nữa rồi. Khô. Cái này cũng bị lủng đó nè anh. Lủng đó hả? Ừ. Vậy anh dành giá rồi. Ốc ngốc luôn rồi này, có con tép. Có con tôm nữa nè. Con tôm. Cái này cũng coi là trúng mánh rồi ha. Đổi tay cũng hên đó. Đi vô. Dạ ông bà cô chú ơi, hai vợ chồng em á đi thăm 12 cửa ngục được nhiêu cá nè. Giờ anh đổi nè. Không? Quá sức một bao luôn. Còn trong đây đó nè. Này, này mình tính làm gì ăn em ha? Để mặn xong rồi cái mình bằm đi anh. Mình bằm mình mua hủ qua đầu về á, cái mình dời. À, thôi vậy em đi chợ mua hủ qua đi. Anh nhà anh mặn anh bằm cho. À, em đi chợ ha. Hết sức mấy con ốc em ha. Ốc bự bự không luôn. Ngon. Em quá. Còn pin á. Pin pin theo mình pin mệt pin ngồi mệt thở quá sức á. Ê phải rồi tội nghiệp đi theo hai vợ chồng á. Mệt quá trời luôn cái nhà thở khì khì luôn. Bởi vậy em cũng ít cho pin á đi theo á, đi về cái pin mệt pin thở lắm. Hết sức con cá nào cá nấy em ha. Nhóc cá luôn. Lát mình lựa con ốc nữa nè. Để em lựa mấy con nhỏ nó thả ha. Dạ, mấy con nhỏ mình thả bỏ chứ. Con nhỏ hết. Nhiều vậy mình bầm ra nhiều cá. Ừ. Quá trời cá ha. Để em mặn phụ anh cho. Để anh là chắc mệt xỉu luôn. Biết chừng nào rồi. Em mặn phụ anh đi còn cá lát anh bầm cho. Ừ. Cái em anh chợ mì dầu hôm qua lát em mua thêm ít thịt nữa ha, thịt cho nó ngon ha mẹ. Đi về mệt. Cái này em biết sao mình làm á, xong cái mình đem qua chỗ Úc ít. Ừ. Chứ hai vợ chồng mình ăn cho hết. Vô mình làm sẵn á. Ừ. Sẵn đây mình ớt sẵn đây mình đem qua bển Úc muốn ăn thì cho ăn. Dạ dạ. Đem được. Ốc không gài là như muốn đủ ăn nữa nè. Bữa giờ là ốc đang đợi coca. Em cắt nhỏ nhỏ trước á, cái lá cái em bầm cho nó mau nhuyễn. Em bầm cá cả nhà. Em cho ít muối vô để cho cá nó được dai hết cả nhà. Dạ cả nhà ơi, nãy em đi chợ em có chuẩn bị được ít hủ qua nè, với cà, với miếng thịt xay, với da heo nè. Ở nhà ông xã em có bầm chả cá cho em xong rồi. Thịt xay á, lát em chọn với chả cá để cho ngon hơn. Với em có chuẩn bị được hành tím với tỏi băm nè, với hành băm nữa. Lát em chọn với chả cá. Giờ á em ướp chả cá để cho thấm. Giờ em cho thịt vô. Với em cho thêm cái trứng. Cái trứng này hồi sáng á Bin đi lụm nào không bà có chút. Cái này á em nhồi chả cá với thịt á. Đừng em nhòm hú qua dòm phân nữa, còn phân nữa em dòm vô cả để em kho luôn.
mình bỏ hạt nêm ít ít thôi nha, coi chừng mặn nha em. Ừ, tại nãy em có dặn tí muối á, cho nó chút nước mắm cho thơm á. Cho vô ăn vô cái cho nó bóng, nó bóng, nó không dính nữa em. Ừ, tỏi với hành tím băm cho thơm, bán mùi tanh của cá á, cho ít hành lá nè. Chả cá ông xã em á, bằm tới nó giả khắc luôn. Bữa nay ông trời ông mùi dữ rồi ha. Trời gà quá ha. Để anh phụ em cho hủ qua nè. Ừ, sẽ vậy được rồi ta. Tại em lựa hủ qua nhỏ nhỏ dễ ăn. Chả cá em ngọn gì cũng đều rồi nè. Giờ em để cho thấm nè. Hôm qua em bắt cái nồi nước lên để ngắt mình trộn hủ qua ha. Hủ qua mình làm hủ qua mà mình trộn hủ qua, cái trái hủ qua nhìn xanh đẹp lắm ha. Ừ, chả cá nhìn thấy ngon á nè. Ừ, anh mầm cho nó dễ, không có xương nữa. Để xe bên dễ à, ráng mầm á để sợ còn còn xương nó bên không ăn đâu. Chăng quá chàng là trời tối thui ha. Thui luôn, trời mưa cho mát em ơi, không mà hầm quá. Bữa nay bà xã em mua hủ qua trái nhỏ nhỏ mà nó non, hết sức non. Ở trong nó thấy vậy nó cũng ít hộp lắm nè, có mấy hộp à. Hồi sáng á, dạ có mấy cái cửa ngục à, mà nhóc cái luôn bà cô chú. Giờ em nhấm lửa em bắt nước lên em chuẩn hủ qua. Bữa nay trời chuyển mưa dữ rồi em ơi. Muốn mưa dữ lắm rồi. Muốn dữ lắm luôn. Trà nhìn thấy còn tươi quá em ha. Ừ, trà, ăn trà cũng tốt ha. Tốt. Đi chung với mình trời giấc này trốn vô nhà luôn rồi. Mệt á, anh đi mệt á. Em trộn hú hoa em cho ăn chút đường với chút dầu ăn vô. Hồng hú hoa mình chọn hú hoa, mình trộn hú hoa cái mình cho đường vô cái nó không có đắng hú hoa anh. Nhưng mình cho dầu ăn à, nó cũng xanh trái hoa nè. Rồi nó bóng. Hủ qua em trụng gì cũng được rồi. Giờ em gấp cho anh để gáo luôn, cho anh dòng thịt. Xong rồi cái em bắt cái son nước lên á, em hầm hủ qua luôn. Hủ qua trụng nó xanh tươi luôn anh. Sắc cài xong rồi, em rửa sạch rồi, giờ em dồn chả vô luôn cả nhà. Chả cá dễ khắc à. Thấy gì mà chả cà nó đựng cũng nhiều chả cá quá ha. Em nhặn xuống á cho nó dễ á. Này họ kho lên nhìn hấp dẫn lắm. Dừa này dễ ép cho nên nước hơi ít. Hôm qua để nãy giờ cũng nguội vậy cả nhà.
em dồn trả vô vợ em luôn. Thấy cái hũ quà nhỏ nhỏ vậy chứ dồn cũng nhiều trả quá. Em dồn xong hồi á em lấy cái cọng hành á em bó lại, em bó lại đừng cho nó bung ra. Chả bầm bữa nay á nó mạnh nên nó dẻ nữa. Chả cá sặc này nè nó cũng thơm nữa. Bữa nay á trời mưa á mát em ém xuống vậy nè cho nó dẻ cái hũ qua nước sau nè, dặn cho hũ qua vô luôn. Con xã em á lấy lát hành á cuột lại đừng cho bị đột thịt da chụp cả nhà. Chỉ còn ít da heo nè, em cho vô luôn. Xong rồi còn biết bên đây nè, em bắt chảo lên em phi tỏi á, đừng em kho cà luôn. Em cho tỏi vô. Tỏi thơm mà em cho nước dừa vô luôn. Nước bên đây sôi rồi nè, giờ em cho gia vị vô, em cho chút nước màu. Em chút muối, đường, ngọt, hạt nêm, em cho vô luôn. Em chút nước mắm nữa. Em cho chả cá vô. Nhìn cái cà chả là cái nái tụi luôn anh. Màu đẹp quá em ha. Như là chả cá nãy còn á. Con xả em nhồi viên nè, dẫn cho vô luôn. Cục chả cá dễ khác nha. Dài lắm á. Rồi canh của em á, hủ qua cũng mềm mà, dẫn cho gia vị vô luôn. Em cho muối với hạt nêm với bột ngọt, nãy em có dằn đường trước rồi. Xong em cho vô chút nước mắm cho thơm. Còn nồi cà kho của em á, nó cũng chín rồi, em cho rau cần vô luôn. Em rưới rau cần cho nó thơm. Nồi cá, còn nồi chả cá kho cà của em á, nó cũng chín rồi nè, giảm nắp xuống. Rồi canh á, em cũng nêm nếm lại vừa ăn rồi. Dặm cho hành lá, lát hành vô. Em cho lát hành vô. Canh em cũng chín rồi, dặm nhắc canh xuống để dọn cơm cho cả nhà ăn luôn. Còn bên này á, em cũng tranh thủ có nước mắm, lá cái mì trắng với hũ qua hầm. Thơm quá. Dạ, em múc cá kho cà ra để dọn cơm ăn luôn. Pin nhịn là chắc pin hấp dẫn lắm anh. Thơm quá, có mùi rau cần thơm quá em ơi. Kho cá kho cà mà để rau cần vô là nó thơm, nó ngon lắm. Dính hàng thép gan trong đó kìa. Nãy em để vô nè, em để nguyên trái, em không dám gầm ra, sợ cay á. Rồi. Vậy Bin anh tới kìa. Ngon không? Ngon lắm á. Mẹ làm món này lạ nè. Món này mới cho Bin ăn luôn. Nha. Nãy giờ có ăn dụng kẹo của ông chú cho không con? Trời ơi. Đây, sao mà để mẹ bưng ra. Em múc hủ qua ra luôn. Bữa nay hủ qua em hầm á nhìn thấy ngon quá. Trái hủ qua là ăn
vừa ăn luôn. Anh múc mấy cục thịt nữa. Dạ cá dẻ em ha. Dẻ mấy cái da heo nó cũng mềm đó. Ừ, da heo hầm ngon lắm á. Để anh vớt mấy miếng thịt lên lát cho Bin ăn. Thơm á. Em múc xong cái em cho miếng tiêu lên. Rồi có thêm một miếng ngò dứa nữa. Ồ, cái đó còn đá nữa. Con tính ăn cái này hả? Để mơi đi, mơi mốt gì mẹ làm cho con ăn nha. Nha. Ờ, giỏi. Này nữa nè. Ok. Ok. Rồi mẹ dọn cơm xong rồi, mình ra ăn cơm con. Đi. Dạ, đầu tiên á, gia đình em cũng xin gửi lời cảm ơn đến một chú ở Canada về ghé chơi để tặng cho Bin á phần quà với anh Triệu. Dạ. Cầm hai tay con. Dạ, gia đình con á xin cảm ơn chú rất nhiều đã đến đến nhà con chơi. Đến nhà con chơi và tặng quà cho Bin nữa. Con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ con chúc chú á và gia đình á thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. À không vậy con. Bin. À, à, Bin đi. À ông. À ông. À, dạ. 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 Em cũng mời ông bà cô chú, em mời cả nhà dùng cơm với gia đình em. Dạ em mời cả nhà dùng cơm, em mời chú dùng cơm. Bin nè, Bin biết cái anh, Bin để tiền đây đó. Rồi con cơm đi con mời ông bà cô chú ăn cơm chưa? Đến nay Bin giỏi lắm rồi. Mắc cỡ. Bin đi cho vịt ăn nữa đó. Nghiệp. Con ăn nào con gấp bên đi con. Mẹ cắt tiền vô ha. Ba ăn canh phụ quà. Này con ăn canh không? Con gấp đi. Con ăn canh này con ăn canh này. Nè, con ăn canh không? Con canh này con trang ơn đi con. Không. Đuổi rồi là. Trang ơn á, trang mới dám ăn á em. Giống như là cái nào không nói không cho là không có ăn. Không dám ăn. Chán canh hả? Chán canh không? Thôi, ăn cá nó dễ hết biết vậy. Em ăn cái miếng da heo. Cái chả cá sạc em. Thơm quá ha. Da heo mềm. Chấm nước mắm ngon không? Ừ, ngắm thơm á. Dễ dùng cho ớt cay cay nữa. Ừ. Mới ớt là cá ngon. Em ăn nguyên một trái hủ quà luôn. Nguyên trái cho đã. Bao. Bin thấy em gấp nguyên trái Bin cười kìa. Ngon không? Để em ăn thử đi. Ngon quá Bin. Sao coi. Chữ mưa. Chữ mưa. Rồi mấy rồi. Chữ mưa. Mình ăn lẹ lẹ đây đếm hoặc trời mưa ha. Ừ, trời chữ mưa. Cũng biết quá ha. Hủ qua không đắng rồi ha. Mình trụng á ha. Ăn xong cái cà đó. Đang cho Bin thử miếng chả cá rồi mình ăn. Mình gấp thử rồi. Chả cá nó dai nó dẻo. Bữa nay có ông lại chơi á, Bin vui quá trời hả Bin ha. Sáng giờ hồi nãy giờ anh ôm cái hộp bánh không luôn. Ngon quá. Ngon không con? Dính găng hả? Thịt dính găng hả Bin? Bữa nào cái đi giữ lú hay là thăm lợp vậy cái ba dẫn con đi theo đặng lấy hên hả Bin ha. Đi theo ba về thở như gì á. Bởi vì ít kêu đi là vậy á.
đi ưa thở quá. Tại Bin bị bệnh á em. Hay vậy lời bọn chút là mệt. Mệt đó, thở lắm. Ngon lắm sao mà ghen nữa này. Ngon á. Mình Bin ăn chả cá ngon lắm. Chả cá bao bầm nhuyễn dữ lắm nhuyễn á Bin. Chả bầm mà ba phết nữa hả bà. À, ngon quá luôn. Hôm bữa nay ăn cơm trước ta. Hết sọt sọt, không chứ giỡn đâu. Thấy thương á. Ăn chả cá không? Ăn cơm trước ăn chả cá sao á. Chở qua đắng. Ngon coi. Trời tập cho con ăn lắm. Làm một mộc hổ qua luôn. Tới luôn rồi. Qua đã bên này. Cái ừ, cái khúc hổ qua nó bự hơn cái chén cho ba hả? Ok giỏi quá. Để gấp cho anh ha. Cho anh không gấp thêm một củ hổ qua nữa, một trái hổ qua nữa. Củ hành à? Có hành là bao khóa rồi. Phải được gấp hành nữa anh. Giòn. Hành ngon. Hổ qua đâu có đắng thôi à. Em làm nó đâu có đắng đâu. Ngon mà. Hộp chả cá rẻ nữa. Ngon quá. À, bớt cơm lên hả con? Tự bớt cơm. Quá ảo đi thôi. Dạ. Rồi ăn đi, chan nước chán canh nha. Con. Chan này ngon. Chan hay chan canh. Để ra. Con tự chan đi. Ba chan cho con ha. Rồi, để ba chan coi. Thân nghiệp. Cho chan đổ tháo lên. Để từ từ tập đằng làng cho con. Ok. Con ăn gì con gấp anh nha. Ăn chả cá nữa nè. Nè, ba, thôi ba gấp thịt cho ăn đi. Này con. Nè bên, thịt nè. Đó, ba cho thịt. Đó, ăn nha con. Cục chả bên cho ba ngon quá. Tới luôn bây giờ. Bà lấy tên cái này gà đi. Bà hôm qua trước. Ngon quá. Dữ ta. Lấm cục thịt cái hết luôn. Con gà nó bay rồi bên. Bay ngang mương luôn. Ngon quá con ha. Giỏi quá quê. Có ăn cơm nữa không? Ăn cơm nữa không? Bên này bắt quá vậy. Ủa? Ăn vậy? Nào cũng nổi nào. Vậy à? Này phải không? Con ăn này hay là ăn này? Này. Hả này? À. Cái đó này. Để cái đó phải làm cơm, ăn với cơm á con. Cái đó phải ăn không được. Để chiều đây, chiều mẹ chiên lại cho con ăn nha. Con ăn chám miệng đi. Nè. Ngon rồi. Thôi, ăn kiểu rồi. Ăn cái này chị. Rồi nè. Chị. Để chị qua ăn. Có bánh là đợi chị không? Chú lại vui ha em ha. Chú nói chuyện vui vẻ. Đâu là có chú lại chơi mượn hả anh? Vâng. Hắn đi rước chú á, chú nói chú chạy lộn đường. Cái anh chạy lên trên cột tre anh rước chú. Hồi chia sáng anh nói, ủa sao đi lâu vậy ta? Mình chia lộn đường. Anh thấy cái mặt em no no. Bơ sưng. Hôm qua con ong á nó bay veo veo cái em tập vô gì nè. Cái dính kim chỏng luôn. Hôn em á. Nè đến nay mặt sưng sưng rồi, no no rồi nè. Bin chưa phát hiện đâu. Bin phát hiện là Bin chọc quê đó. Mấy bữa rồi. Ăn cơm đi, lát mẹ cho uống thuốc không. Dạ.
hai ba bữa gì mà chưa hết nữa. Dạ, một lần nữa gia đình con xin cảm ơn chú rất nhiều đã đến thăm Bin và tặng quà cho Bin và lì xì cho Bin nữa. Con cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú thật nhiều sức khỏe. Và video đến đây cũng kết thúc rồi. Em hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Em bye bye cả nhà. Em bye bye cả nhà.